Đoạn mình đã kính chào quý vị khán giả. Hôm nay tối ngày 25 tháng 5 năm 2022 thì đoàn mình đã có mặt tại thành phố Quy Nhơn xinh đẹp và để chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu bước vào trận trận thứ năm ở Quy Nhơn. Đã hoàn thành được 4 trận rồi. Tối nay thì mình cũng mời các anh em, một vài anh em quay phim với lại đội hậu cần, bữa giờ thấy vất vả quá. Cho nên là thôi buổi tối kiếm chỗ mời các anh em ăn uống. Đông quá, cái đoàn đi tới 100 mấy chục người, thành ra là chia ra cứ mỗi tối là có một đoàn. Hôm nay mình tới cái quán này, và quán này là một cái quán của một người bạn, cũng mới quen thôi, nhưng mà bạn rất là quý, thành ra là hôm nay bạn cũng nói thôi hôm nay anh ghé đi rồi em làm vài món cho anh nhậu. Và bạn làm đồ ăn ngon lắm, cho nên hôm nay mình cũng tranh thủ thôi, mình giới thiệu luôn cho bà, cho quý khán giả có về đây thì ghé ủng hộ người bạn của mình. Quán Yesterday, số 47 đường Ngô Gia Tự. Và trước khi vô mình thấy ngoài kia đang có bán cái gì á, mình ra mình hỏi thử nha. Ô, dạ cô bán gì vậy cô? Trứng vịt lộn với mấy anh em chả. À, trứng vịt lộn còn nhiêu trứng cô? Nhiều lắm. Dạ hả cô? Rồi cô cho con chắc khoảng mười mấy trứng đi. Một trứng bao nhiêu cô? Trứng 15.000. Trứng 15.000, trứng ông quên, một trứng 8.000. Hết hết rồi, tưởng một trứng 15.000. Rồi. Trứng 8.000, 8 năm 10 quả thì 80. 8 năm 40 120.000. 120.000. Đúng không? 120.000 là bao nhiêu trứng? 15 trứng. Dạ rồi. Đó mua ủng hộ cho bà. Cái này khô gì ngon vậy cô? Khô này khô gì? Khô này khô gì? Khô cá bò hả? Cá bò nữa mà nướng ngon lắm. Dạ. Ồ, khô này bán sao cô? 8.000 một miếng luôn. Hả? 8.000 miếng là bao nhiêu miếng? Đó không biết. Ôi trời. Mua bao nhiêu miếng rồi mình đếm thôi được. Đếm tính thôi. Cái này để lâu được không? Được chứ. Cái đó để lâu mà được lâu mà. Mình nướng ăn ngon lắm. Ồ, khô cá bò này có vẻ hấp dẫn nha. Ngon lắm. Ồ. Con gái thường ăn ở đó là. Cho bà già đi. Dạ. Rồi thôi lấy con luôn này 1 chục miếng đi. Ủa này còn nhiêu miếng đây ta? Dạ cái này nhiêu miếng đếm giùm anh chị. Vô. Mua mão luôn. Dạ để lát mang vô cái quán giùm con nha. Chín, mười, mười hai, mười ba miếng, mười bốn miếng. Mười bốn miếng hả? Rồi. Có nướng không chú? Dạ. Dạ. Dạ thôi mang vô để em, để em mang vô trong kia nướng. Nướng cho mình chừng mấy miếng thôi. Mướn chừng 5-6 miếng gì đó. Dạ. Rồi, 14 miếng 240 phải không? Rồi, để gửi luôn. Dạ rồi. Thôi lát mang. Lát cô mang vô giùm nha cô. Dạ dạ mang vô quán giùm con. Dạ dạ. Dạ dạ đầy đủ. Dạ dạ. Ôi vô để anh em nó tới rồi. Trời tiếng bữa nay trời mưa nữa chứ. Vô luôn. Wow, trời ơi, món gì hấp dẫn vậy? Oh wow. Trời ơi, món gì vậy? Ủa ông chủ đâu ông? À, chào em. Dạ, chào anh ạ. Ừ,
Ủa hôm nay làm món gì ngon hấp dẫn vậy? Dạ, hôm nay là một cái bẹt hải sản cho ông đầu bếp của bên em. À, à, bẹt hải sản hả? Ồ. Cái món đa dạng. Ủa sao anh thấy con này cá gì lạ vậy ta? Cá gà, ở địa phương Quy Nhơn gọi là cá gà. À, địa phương Quy Nhơn gọi là cá gà. Cá đang nướng lên xong bẹt nó cũng như củ mì vậy đó. Ồ, cá gà hấp dẫn vậy. Món này là xìa tím. Sò tím hả? Xìa tím. Dạ. Ồ. Đây là xìa tím, này là cá gà, lần đầu tiên mình ăn cá gà luôn á, chưa biết nó là sao luôn. Rồi còn mấy cái món này thì cũng quen thuộc rồi ha. Hàu ốc tương. Sò dương hay sò huyết vậy? Ồ sò to quá trời. Rồi ok, cá gà hơi bị hấp dẫn, giờ nướng luôn hả? Dạ. Nướng tại chỗ luôn. Dạ nướng tại chỗ. Ồ rồi lên luôn. Rồi các anh em cũng khá đông nha. Rồi. Quán này là quán Yesterday nha. Hôm qua bên những bộn bề, hôm nay mình lại trở về Quy Nhơn. À. Hello, vô luôn. Ủa sao có Hoàng Anh đây nữa? 11 ngày rồi chúng ta mới gặp lại nhau à. Trời ơi, hôm nay sao có Hoàng Anh xuất hiện đây nữa? Bữa nay anh ta mời anh em quay phim không ạ? Ủa em cũng là một bộ máy rất là đáng tin cậy đó à. Rồi em đâu có, anh đâu có thấy em quay gì đâu. Trời. Xin chào quý khán giả. Mẹo vô. Ông em cũng là một quay phim hả? Trời ơi. Hello anh. Trời ơi, đi ăn cọp mà diện đồ đẹp dữ trời. Đi ăn cọp. Đi ăn cọp là gì? Không. Cười bên kia cười. Sao vậy ạ? Đi ăn cọp là gì vậy ạ? Đi ăn cọp tức là đi ăn ké đó. Nói đùa chứ hôm nay có mời đàng hoàng nói gì. Mời đàng hoàng giết thiệp, đàng nói hoàng vậy của đáng tội. Ô ở ngoài kia có cái món gì cá gà mới nghe luôn á. Cá gà. Kêu hay rồi. Rồi thôi vô luôn. Hovilon. Đó mua bên ngoài đó. Hovilon. Hovilon. Hovilon, Hovilon, Hovila. Thôi ạ, mình đừng nói nữa. Rồi xin mời. Đó, cứ để cái micro ra đi, ăn cho sụp sụp rồi. Dạ vâng ạ. Hôm nay thực đơn có gì mà ông chủ? Dạ, bữa nay bên em sẽ có món là lương cù lao. Lương cù lao, lương cù lao là lương cào lu. Rồi, tiếp tục. Dạ, rồi hiện tại là mình đang có món là heo tộc, heo mọi nướng. À, heo mọi nướng, rồi. Dạ, rồi mình sẽ có là cá lóc nướng muối. Cá lóc nướng muối là món thứ ba. Rồi món gì nữa? Rồi mình sẽ có cái mẹt hải sản. Mẹt hải sản là sau cùng hả? Không, mình còn cá gáy nấu mặn nữa. Cá gáy nấu mặn hả? Nấu mặn. Nấu mặn là mình không có gia vị gì hết, mình nấu theo kiểu nấu mặn. Cá gáy nấu mặn. Trời ngon quá vậy ta. Dạ. Rồi. Ủa còn cái cá gà gì anh nói rồi. Cá gà đang nướng ở kia kìa. Cá gà. Nguyên một cái mẹt luôn. Rồi. Thôi anh em mình vô đi ha. Đói quá xin lỗi nha, tại vì anh chạy lên check bối cảnh bên kia cho nó xong. Check game bên kia. Rồi xong mắc mưa. Vô anh em quay phim. Rồi vô. Trời ơi, anh em quay phim này thật là hậu đậu. Đó, hay quá. Nói ghê không, ghê luôn. Rồi 1, 2, 3, dạ. Ông thật ra là ở đây là mà mấy anh em quay phim. Rồi ông mời em, đây là người bạn của mình đây. Anh tên gì quên mất tiêu rồi. Em tên Thảo. Quên. Thảo Yesterday. Dạ. Ngon dắt tới thăm quán người bạn mà cuối cùng là quên tên, dễ thương không? Rồi vô Thảo ơi. Rồi cảm ơn Thảo. 47 ngôi gia tự nha bà con. Rồi lát nữa mình sẽ review từng món một. Rồi em mời các bạn. Vô anh Trực ơi, vô Trực ơi. Rồi cảm ơn Trực. Dạ vô. Vô. Dạ, ở đây thì một số anh em là người của Điền Quân, một số anh em là cộng tác. Tại vì cái show này là bự quá, thành ra là không có đủ lực lượng, thì phải có thêm 5-7 anh em bên ngoài. Rồi. Hết luôn hả? Rồi. Hạn chế ăn bánh tráng nha bà con. Trời ơi đồ ăn mà nhiều món ngon lắm á.
cả nhà ngon miệng nha. Rồi dạ. Em chạy ra nhà vô. Đây là cô Duyên, cô Duyên là trưởng phòng hành chính Coleman, công ty Coleman. Dạ. Ủa, Lư không có ra hả? Dạ, Lư đang làm báo cáo này kia. Rồi. Ghê thiệt, 11 ngày á, chưa ăn bữa cơm nào luôn á. Lý do là vì Hoàng Anh là bận làm công tác hậu cần. Bận dẫn một đàn con thơ ạ. Rồi, đó bậy nữa. Đàn con thơ, trời ơi. Nó kêu mấy người này con thơ nữa nè. Duyên dáng. Mới gặp có 11 ngày mà thấy duyên dáng ghê luôn á. Duyên mà. Ủa mà ảnh nói là món này không gì quên bà. Heo tộc ạ. Heo tộc. Ngon quá. Da nó rất là giòn. Anh ăn này đi ngon lắm ạ. Nãy em đang lấy 3 cục. Có gì? Chả giò hay gì? Dạ. Giống là chả giò, tôm gì đó. Nhưng mà ngon lắm. Cái này chả giò gì con? Chị ơi, cái này là... biết chả giò gì nữa? Chả giò này là chả giò gì chị? À, chả ram tôm đất. Trời ơi, nhỏ này kêu chả giò. Chả ram tôm đất miền Nam gọi chả giò. Chả ram. Chả ram tôm đất là món của người miền Trung á. Nhưng mà ăn đi ạ, rất ngon ạ. Con thức gắt luôn. Ừ, cái này nó đã nè. Anh Nhân đầu bếp của dưới đây anh. Rồi. Dạ, tối anh. Anh em ơi, chào anh. Dạ, em chào anh. Cái này gọi là đầu bếp gia đình nè. Đầu bếp ẩn danh. Anh làm khẩu vị ngon quá anh. Năm nay anh nhiêu tuổi anh? Dạ em 56 tuổi rồi. Dạ 56 tuổi vậy là anh lớn hơn mình 2 tuổi. Tuổi mùi vậy này. Thơm quá. Hầu. Em xuống nó cho cái tô mỡ hành. Dạ. Hôm nay lửa reo dữ quá. Cái này là nướng nó hay nổ. Dạ. Nướng vừa nướng mỡ hành vừa nướng phô mai. Ồ có. Có hàu nướng phô mai nha và hàu nướng mỡ hành nha. Ai ăn phô mai giơ tay lên, mà ai ăn mỡ hành cũng giơ tay lên. Tò mò con cá gà này quá. Mới... Gà. Cá gà này xương nhiều không anh? Không, cái gà tầm nữa anh lột cái dãy ra rồi đây thì nó thơm y như thịt gà. À, nó giống như cá bò vậy hả? Dạ. Dạ. Ngon quá. Phải là một cú story. Cho anh mượn hai cái dĩa. Dạ thưa anh tên gì anh? Nhân. Anh Nhân hả? Dạ, anh tên Nhân. Ô Thảo tuyển đâu siêu đầu bếp đọc vậy Thảo? Dạ. Em cũng có duyên với anh Nhân, may mắn từ nhà Bạch Giang với anh. Ồ vậy hả? Dạ. Ồ, anh Nhân là người địa phương luôn? Dạ, ở đây luôn. Cho cái dĩa anh gấp bỏ ra hoàng. Phù thang nó nổ dữ quá. Không, cái vỏ hầu á. À, cái vỏ hầu nó nổ hả anh? Vỏ hầu à. Nó nổ. Vỏ hầu nó nổ. Ồ,
con cá không? Đây đây, con cũng bỏ vô thôi. Không. Rồi đây chuyển vô, chuyển vô, đây chuyển hàng vô. Rồi đâu quẹo phục vụ năm sau tới luôn, quẹo qua vô. Rồi đây chia ba mâm nha. Rồi quý vị các bạn thân mến, à, cái món này mới là cái món mình chờ đợi nè, nó nè, nó nè. Cá gà, cá gà, ô cá gà ăn sao? Cái này là mình chỉ cần mình bẻ ra mình lột da nó ra. Thôi em làm thí dụ, đội thí dụ. À, anh ơi, kêu anh bếp vô, kêu anh bếp vô, anh hướng dẫn cách ăn luôn. Cho anh... Đúng rồi. Còn cái này nãy em nói là cái gì quên, anh quên rồi. Dạ, xìa tím. Xìa tím. Dạ. Xìa. Đó là... cái nơi là gọi là con nghêu đó. Không, sông nghêu này to quá rồi ta. Với lại nó màu tím, lúc nó còn sống nó màu tím anh. Là, anh cảm ơn. Ủa ông chủ, ông chủ làm miếng đi ông chủ. Dạ. Ôi dạ anh, dạ. Lát chúng tôi sẽ quay trở lại sau. Cái cá này dùng sao anh Nhân? Dạ dạ anh Nhân. Cái này ờ bẻ cái đầu rồi, ok dạ. Cành anh lột này. À dạ rồi. Lột này. Ồ, đơn giản vậy thôi hả anh? Vậy thôi. Ồ wow. Ô con cá này chắc là nó sống tự nhiên chứ đâu có dạ, nuôi đúng không? Ngoài biển á anh. Ngoài biển nè. Cá gà, trời lần đầu tiên ăn cái con cá lạ lạ đời vậy luôn á. Ôi thơm quá. Nó thơm như thịt gà hay sao cho nên người ta gọi là cá gà đó anh. Ừ nó thơm mà cái da nó cái thịt nó trắng đó mà ăn thử nha. Còn nóng quá, chờ nó xí đi. Rồi bóc khói luôn đã nè. Nó có cái vảy nè. Dạ. Ừ. Mà như cái vảy nó không có dày giống như cá bò da đúng không? Dạ. Chấm cái cho nó nóng hổi. Trời ơi quý quá, làm sao mà ở đâu ra mà được ăn cái món này trời. Đúng là giống như thịt gà. Dạ. Em ơi cho thêm mấy cái khăn nha, cho nó bột thành lên. Lấy cái này chấm cái cá nó cũng ngon. Ừ. Đây là mắm ngò. Mắm ngò. Mắm ngò hả anh Nhân? Ồ. Ồ, phút thêm bỏ trải ra thôi. Ồ, đầu bếp này hơi bị tuyệt chiêu quá. Chấm ngòi cho mấy cá. Em để cho cái mẹt này coi thử chấm ngòi lên. Thanh ơi, cái cá lóc nướng muối gần lên chưa? Dạ. Cá ăn thử. Nó y chang như là cá thịt gà đó. Cái anh Sơn ăn không? Thơm một mạch. Ờ. Ừ. Quay cái đầu lại. Ồ, cái đầu nó nhìn lạ quá hả? Lần đầu tiên trong đời mình ăn cá này luôn á. Không bỏ rơi gì hết. Chấm với mắm mắm ngò. Cá gà chấm với mắm ngò. Ăn chim chanh ớt nữa. Như ở một nói gì chứ mà món mà khán giả mà tới kiếm cái món này coi chừng kiếm không ra nha. Dạ món này là nó theo mùa theo seasonal, theo thời vụ. Cái này là mình không có nuôi trồng được mà mình được đánh bắt à. Bắt tự nhiên. Nhưng các bạn ví dụ bạn có đến cái quán ZCD thì dễ lắm, cứ gọi đặt trước nha. Số điện thoại đây mình có số điện thoại không ta? Dạ.
0961 949 0991 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949 0961 949
0961 94 9099. Đó là số điện thoại của anh Thảo. Dạ. Đó là số điện thoại của anh Thảo, bạn mình nha. Dạ. Vừa bạn vừa em mà rất quý. Khách. Cái đầu nó mới đầu nhìn nó giống con giống con gì ta? Con kỳ nhông quá ha. Con kỳ nhông quá, giống kỳ nhông. Con kỳ nhông đúng không anh? Đúng không? Dạ. Chả thịt nó ngon quá. Ăn đi mà anh, bắt xuống đi. Tự nhiên đi. Lột da, lột da. Không, cái da nó tự lột hay lắm. Ừ. Nhìn cái hấp dẫn của anh ấy. Nè, cô ấy nè. Đấy. Đó, vừa cho cô Duyên đấy. Nó giống như cái lòng kiến. Chú Sơn có chưa? Anh đi, anh đi. Lâu lâu người ta dạ. Món này là món lương cù lao. Lương cù lao. Dạ. Nó là một món đặc trưng của quán Jet đây của em. Rất là ngon. Rồi, gửi hai anh em nè. Thấy hết là ngon à. Thôi thôi, chia đi. Chia. Okay. Để mình clear cái dĩa này đi thôi, cái gì chứ. Ăn thử, ăn thử cái gà. Rồi, em ơi cho cái đĩa trắng này xuống luôn nha anh. Cá này nó không ôi món lương này, món này là lương cù lao. Lương cù lao. Dạ. Món này là mình nấu theo cái hương vị đồng quê. Bớt lửa anh Huy, em cho bên kia. À, ở dưới này nó là một con lương. À. Con lương nó to luôn, một cái lương chỉ có 4 con thôi. Ừ. Xong rồi mình mới rút xương ra. Ồ. Xong rồi mình có cho một ít thịt giò, giò xay á, thịt giò heo á. Đó. Với lại mình gia vị theo cái kiểu là không có dầu mỡ. Mình dùng cái rau ngổ mà để nấu canh á, thơm lắm anh. Tiêu xanh. Dạ, anh thử đi. Em ơi, cho anh cái chén mới. Lấy cái chén nhanh nha. Đây có cái chén mới. Đưa cái này xuống luôn em ơi. Dạ, để lên. Dạ, lên, đẹp, đẹp. Đó. Thơm quá hả? Rau ngổ, lương cù lao. Rồi thử cái nước nha. Ừ, hơi rối rồi đó. Đồ ăn ngon quá, nhiều quá, hơi rối rồi đó. Bánh mì. Ừ. Đó là về, hoặc là mình dùng không. Đúng rồi, cái này ăn với bún ngon lắm. Em ơi, cho ít cái bún lên em để mình. Ồ, cái vị nó hơi nó ngọt mà nó có hơi nhẫn nhẫn nhẹ nhẹ. Ồ, do cái rau ngổ đúng không? Nó là mình. Ồ, nó hơi nhẫn nhẫn mà ăn rất hay nha. Ồ, hơi bị hay á. Ăn trong chưa? Múc cho. Không ăn này đi. À, con lương rồi. Ồ, con lương rồi. Cột rồi, lấy cái dây hành cột lại vậy hay không? Nó có nhồi thịt à? Sao phải cột vậy anh? Có thịt. Nhưng mà thịt giò xay á, chứ mà không phải là lá thịt thường. Ồ, mà này rút xương rồi. Rút xương rồi. Đó, cái này mình có thể dùng với bún. Ngon xuất sắc. Ồ, có nhồi thịt đó, ngon lắm.
cái lươn bên ngoài nó béo béo, nó ngậy ngậy, thịt nó mềm mềm, béo béo ngậy ngậy, cộng với cái xịt xịt của cái giò bên trong tạo thành một cái khẩu vị rất là lạ luôn. Chưa được ăn lươn nồi thịt đó, mình một dặn anh em tự nhiên nha. Xuất sắc lắm, rất xuất sắc, nên ăn thử. Biết đâu. Biết đâu. Thử đi. Cái vị này dễ dùng không anh? Cái vị này nhiều người dùng được. Mà tiêu á. Tiêu nó hơi cay coi chừng. Dạ. Sợ hơi cay với một số người đây không? Hơi cay. Với anh thì rất là ngon. Dạ. Tại anh ăn cay. Rồi bé, để vô. Rồi, cảm ơn. Không, em lấy cái, ăn thử cái anh chấm nước mắm á. Cái nước rất ngon. Đó đó, chấm. Cánh nước mắm mà ăn không cảm nhận cấm phật cắn cái miếng lươn. Ồ chú sắc không? Này nghe đúng mưa luôn. Dạ đúng. Xuất sắc luôn. Trời cái món này ngon quá à. Cái lắp nước muối đã được rồi đó. Chín rồi, chín rồi. Thôi trong khi chờ đợi tôi muốn tiếp. Rồi làm tiếp cái này luôn. Cái này là xìa tím. Nó hơi giống sò điệp nhưng mà nó không phải nha. Em thử nó là cái gì nha. Cảm giác nó ngon hơn sò điệp luôn. Có thịt nó mềm. Không có bị dai. Em trai tự nhiên ăn đi. Trời ơi, cái này mà nó nhiều nước nó làm chút bún nó vô vậy ngon nè. Rồi cái này ăn với bún hết rảy nè. Dạ, cái nước này ăn với bún hết sợ. Rồi cảm ơn Vũ vô. Dạ mời các bạn luôn nha. Ủa tại sao tên quán á? Tại sao là tên quán là Yesterday vậy? Dạ hồi trước là em định đặt là Quy Nhân Cũ. Nhưng mà Quy Nhân Cũ là nếu mà Tây nên đọc là nó không có chữ ấy, là đọc là Quy Nhân Cũ. À. Cho nên là em nói là thôi Quy Nhân của ngày hôm qua cũng được. Ừ. Dạ. Quy Nhân Cũ. Tây nữa đọc được là bỏ dấu cái chết luôn. Dạ.
nên chuyển qua là Quy Nhơn yesterday. Giờ đến ngày hôm qua của nó là nó xa lắm, đôi lúc là mới hôm qua nhưng mà đôi lúc là nó rất là đúng rồi trước mới ngỡ như hôm qua. Dạ. Hả? Trời ơi quá xuất sắc. Nhưng cái gà rất là lạ. Còn cái này nè, cái món này đỉnh nè. Nhưng mà con bác mình nghĩ là cái món này nó sẽ có thường xuyên. Dạ. Còn cái món cá gà thì lâu lâu mới có. Cái món này lương cù lao. Lương cù lao. Vô quán dép tới đây ăn lương cù lao xong ra hỏi là dép tao đâu. Dép tới đây xong rồi dép tao đâu. Cái là da vui quá rồi. Đồ xay nhất dép luôn. Dép tới đây dép tao đâu. Tại vô xịn quá, xong quên dép luôn, đi tìm dép. Mồi quá bắt luôn. Nó xỉu. Cá lóc á. Ủa cái này cá lóc gì? Cá lóc nướng muối. Cá lóc này là nướng muối hả? Ủa cái này muối gì? Muối chi đà di ạ. Muối đà di á. Tôi biết đà di á. Đà di hả? Đà di. Cái bản đà di. Là mình dùng với cái làm cá trứng. Để mình chọn phần muối. Cái chất mặn đây là tắc tắc. Ồ. Tắc cá không có mặn. Ừ. Là cá bên trong là cái này nó là nguyên bản. Ồ hay vậy ta. Bạn nướng trên này thì cái lửa khi mà nó lên nó đều, cái đều nó phải đuôi. Mình muốn chui cái này thì không được. Ồ, đã quá. Em ơi, khui cá ta. Anh chẳng muốn thể chơi. Mày có giá được cái lưng giá lại. Bánh có gì ạ? Wow. Quá học tập có gì nhà chồng làm mới được. Nhớ là phải có làm trắng trứng nha, chứ không làm cái năm âm. Dạ. Là muối này trộn với lòng trắng trứng luôn hả? Dạ. Bởi vì cái món nào nó cũng phải có tuyệt chiêu đúng không? Nó lấy thịt ra đó, lấy ra xong rồi lấy xương. Ôi cá nhìn cá lóc nướng muối. Cái viên muối nó nhìn giống như viên phô mai á. Muối với trứng gà. Đúng không em? Dạ, với lòng trắng trứng gà. À, muối với lòng trắng trứng gà. À. Xuất sắc. Bây giờ phải ăn thử. Đấy, ăn thử mới biết được. Vô mắm ngòn. Cái này là có chấm mắm ngòn nha. Đó. Không. Đúng là mình không có nên đúng là mình không nên ăn chấm nhiều quá. Bản thân nó đã mặn rồi. Bản thân nó vừa. Giờ mình tiếp tục. Là không chấm luôn nè.
Cái này chấm không chấm đã vừa đó. Không chấm đã vừa đúng không anh? Ủa làm sao nó thấm vô được bên trong ta hay gì ta? Dạ. Nghĩa là nó thấm vừa phải thôi, cho nó mà thấm nhiều là nó mặn luôn á. Để chụp cái động tác để mình cắn nó lại rồi mình hút được. Ồ ồ hay quá ta. Tức là không biết sao mà nó thấm vô trong luôn đúng không? Dạ, hay không? Không chấm rất ngon. Không chấm ngon hơn khỏi còn chấm mắm rò luôn. Hương vị luôn đó, thơm cái mùi cá màu đồng. Ở bên trong nó rất là ướt và béo. Thì ví dụ mình gấp thêm một hộp muối đúng không? Đây không, mình gấp thêm một hộp muối. Tuyệt vời luôn. Thử luôn. Thử hồi hết cá luôn. Ôi, khói bóng nghi hút luôn. Gắp một hộp muối nữa. Đúng rồi. Cái muối này nó không có mặn. Nó vừa đúng không anh? Excellent. Không, tại muối bình thường cá lóc nước muối là thấy nhiều rồi, còn cá lóc nước muối với bạc với lại là cái muối mà có lòng trắng trứng mà nó thấm rồi bên trong, mà nó thấm vừa lắm luôn á, không có, nó không có không bị mặn, nó vừa thì vừa luôn, không biết là sao luôn. Yeah.